Xin chào các bạn, chúng ta tạm xa rời những cái mà không với được và quay trở lại với những hãng điện thoại mà kiểu giá mềm hơn, ví dụ là Xiaomi. Thì có thể thấy rằng trong 9 tháng vừa qua, Xiaomi đã tung ra 9 smartphone mới của mình, thực sự là sốc. Và họ đang khiến cho người dùng cảm thấy là khó nghĩ, phân vân không biết lựa chọn sản phẩm nào. Thì có câu hỏi đặt ra rằng Xiaomi có đang tự bóp chết chính mình hay không? Và các sản phẩm cùng một nhà Xiaomi có đang gặp phải sự cạnh tranh lẫn nhau hay không? Thì ngày hôm nay trong video này mình sẽ lấy ví dụ về một sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi vào tháng 7. Đó chính là em Xiaomi Mi Max 3. Em này trong phân khúc giá là hơn 6 triệu và mọi người quan tâm thì có thể đặt hàng trước tại Xiaophones. Từ bây giờ cho đến ngày 14 tháng 9 sẽ có cơ hội nhận quà là pin sạc dự phòng. Link về sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới nhé. Và đây là hàng chính hãng. Các bạn hãy ấn đăng ký và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Và quay trở lại với nội dung chính thì Mi Max 3 trong phân khúc này liệu có gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các hãng là một, lại còn các sản phẩm cùng nhà Xiaomi hay không? Thứ nhất thì Mi Max 3 ra đời đã nhắm tới một đối tượng cụ thể rồi. Mi Max 3 không chỉ dành cho fan mà còn dành cho những người mà yêu thích sử dụng một chiếc điện thoại màn hình cực kỳ lớn và một viên pin trâu nữa. Và hiện tại thì Mi Max 3 đang là một sản phẩm có viên pin khủng nhất và một màn hình lớn nhất của Xiaomi cũng như là thị trường smartphone hiện tại. Bên cạnh đó thì trong phân khúc thì chúng ta có thể nhìn thấy một sản phẩm cùng nhà Xiaomi cũng khá đáng lựa chọn mà mọi người sẽ phân vân, đó chính là Xiaomi Mi A2 vừa mới ra mắt. Em Mi A2 này thì chúng ta sẽ lựa chọn bởi vì có một cấu hình tốt trong phân khúc với con chip Snapdragon 660. Bên cạnh đó thì camera chụp ảnh ấn tượng này và camera selfie đẹp với độ phân giải lên tới 20 megapixel. Tuy nhiên nếu như là mình sẽ lựa chọn Mi Max 3 với màn hình tốt hơn, chơi game đã và pin trâu hơn. Bên cạnh đó thì mình lại là một người dùng mà yêu thích những cái tùy biến giao diện ở trên MIUI nên mình sẽ không chọn Android One ở trên em Mi A2 đâu. Và lý do để người dùng có thể lựa chọn Mi Max 3 thay vì các đối thủ trong cùng phân khúc là gì? Thực ra thì cái này cũng xoay quanh hai vấn đề là màn hình và pin trâu thôi. Mình sẽ chọn ra hai đại diện trong cùng phân khúc giá. Đối với các hãng khác thì sẽ có là Nokia 6.1 Plus, là một sản phẩm cũng vừa mới ra mắt và đang thu hút được sự quan tâm. Bên cạnh đó là có em Huawei Nova 3i nữa, cũng được quảng cáo rất là nhiều. Thì mỗi sản phẩm đều có một ưu điểm riêng. Cá nhân mình đấy thì em Mi Max 3 vẫn là một thiết bị mà có màn hình to nhất so với hai em còn lại. Và thực sự mình đã có một ngày trải nghiệm giải trí với em Mi Max 3. Cái này thì cực kỳ phù hợp cho giải trí luôn. Anh em sẽ có thể là xem video rồi là xem phim và chơi game quá đã trên một màn hình lớn như thế này. Và mọi người thử tưởng tượng là khi đã sử dụng một chiếc điện thoại mà màn hình bé rồi và chuyển qua một cái màn hình kích thước lên tới 6,99 inch thì nó là một cái sự thay đổi hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy là khi mà mình xem video trên YouTube, màn hình này tối ưu rất là tốt, kiểu có thể full tràn màn hình. Bên cạnh đó thì mình chơi các tựa game như là Liên Quân Mobile, cảm thấy là tướng nhìn đã mắt hơn, cái con tướng nhìn được gần và nhìn cảm giác như là úp cả mặt vào vậy, hơi chém tí. Và một tựa game nữa là PUBG Mobile. Nếu như ngày trước mình dùng những cái chiếc điện thoại mà màn hình nhỏ ấy, nhìn địch từ xa cứ phải kiểu nheo mắt hoặc là dí sát như thế này, nhưng mà trên em Mi Max 3 thì nhìn quá đã, nói chung là rộng hơn. Thứ hai là về pin trâu thì mọi người có thể nhìn thấy bảng so sánh so với hai đối thủ còn lại. Viên pin 5500mAh của em Mi Max 3 ấy là đáng kinh ngạc, mặc dù là màn hình cũng lớn, nhưng mà hãy nhìn qua Huawei Nova 3i xem, em ý màn hình 6,3 inch mà pin chỉ có hơn 3000 thôi, chắc chắn là không bằng được rồi. Bên cạnh đó thì Mi Max 3 của chúng ta cũng có hỗ trợ là cổng sạc Type-C và có hỗ trợ sạc nhanh nữa, rất tiện lợi. Và ngoài ra thì Mi Max 3 ra mắt trong năm nay cũng là một phiên bản nâng cấp so với Mi Max 2 và chúng ta sẽ có camera kép rồi. Với một camera độ phân giải là 12 megapixel, đi kèm một camera hỗ trợ xóa phông 5 megapixel, cho phép các bạn có thể chụp ảnh xóa phông cả trước cả sau, rất là ấn tượng. Nhưng mà bên cạnh đó thì em Xiaomi Mi Max 3 cũng có một vài điểm mà mình không hài lòng. Thứ nhất là về chất lượng quay video thu âm khá kém này. Bên cạnh đó thì loa ngoài em này hơi bé, mà khi mà bật mắc âm lượng lên rồi sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi bị rè rè một chút. Cái này thì anh em sẽ nên cân nhắc khi mà lựa chọn máy. Và tóm lại thì thực sự mình nghĩ rằng Xiaomi khi mà họ cho ra mắt quá nhiều sản phẩm như vậy nhưng mà họ vẫn có những cái nhắm tới từng đối tượng riêng dành cho mỗi sản phẩm. Anh em đánh giá như thế nào về chiếc Mi Max 3? Và mọi người có muốn mình làm bài so sánh chiếc Mi Max 3 với những sản phẩm nào khác hay không? Thì hãy comment chia sẻ ý kiến phía dưới nữa nhé. Và đừng quên like, share, subscribe và Verve Studio. Còn nếu như anh em nào mà muốn mua ngay em này thì có thể đặt trước tại Xiaophones, link mình đã để phía dưới rồi. Nếu mà đặt trước ngày 14 tháng 9 thì chúng ta sẽ được tặng pin sạc dự phòng nhá, của Xiaomi đấy.